Đồ Gỗ Kỳ Bắp xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hiện tại đang là buổi sáng ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thì đơn vị chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm đôi lục bình phong thủy. Hàng có kích thước chiều cao là 1m37 với đường kính bụng là 45 phân. Và sản phẩm này thì chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của gia đình nhà bác Ngọc đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và chúng tôi đã bàn giao cũng như là kê và đúng vị trí không gian phòng thờ của gia đình nhà bác. Và sản phẩm này là một cặp lục bình hàng thửa chọn gỗ chọn vân và là hàng siêu VIP của bên cơ sở chúng tôi với kích thước chiều cao là 1m37 và có đường kính bụng là 45 phân, được chế tác liền nguyên một khối hàng chọn vân bằng chất liệu gỗ hương đỏ. Và quý vị đã quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82400 và 0868 82400. Và quý vị ở gần thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Mỹ Nghệ Kích Bắc. Và địa chỉ của chúng tôi thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và lục bình trong phong thủy nó có ý nghĩa là chiêu tài hút lộc và đem lại sự may mắn về cho gia chủ. Và lục bình bằng chất liệu gỗ tự nhiên thì khi quý vị kê vào không gian trong phòng thờ thì nó tạo nên là sự ấm cúng vị nhá. Và đây là hàng đặt theo yêu cầu của gia đình nhà bác Ngọc đến từ Thủy Nguyên, Hải Phòng, một cặp sản phẩm hàng thửa siêu VIP bằng chất liệu gỗ hương đỏ và có chiều cao là 1m37 với đường kính bụng là 45 phân và chúng tôi đang chào bán với giá là 18 triệu đồng. Và video clip của chúng tôi cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.